Sarah Greenberg sinh năm 1962 và hiện là giáo sư chuyên ngành vaccine tại Viện Nghiên cứu Jenner của Đại học Oxford. Đầu năm 2020, khi nhận được dữ liệu đầu tiên về cấu trúc gen virus SARS-CoV-2 tại Vũ Hán, nhóm của Sarah Greenberg đã ngay lập tức nghĩ tới việc tạo ra một loại vaccine cho nhân loại mà không màng tính tới lợi nhuận. Sarah Greenberg cùng các cộng sự âm thầm làm việc và gánh vác trách nhiệm đưa thế giới bình thường trở lại từ đại dịch. Với một sự kỳ vọng rất cao, họ thậm chí không có thời gian nghỉ ngơi hay phân tâm. Theo thỏa thuận nhân đạo mà Oxford theo đuổi, vaccine AstraZeneca sẽ được bán với giá sốc không lợi nhuận trong thời gian đại dịch và giữ nguyên giá ưu đãi này với các quốc gia thu nhập trung bình và thấp. Điều này giúp cho vaccine AstraZeneca được phân phối với giá rất rẻ, khoảng hơn $3 mỗi liều. Năm 2020, giáo sư Sarah Greenberg đã xứng đáng được tờ BBC vinh danh trong danh sách 100 phụ nữ tiêu biểu vì những đóng góp không mệt mỏi cho cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Mới đây, hãng sản xuất đồ chơi nổi tiếng Mattel cũng vừa ra mắt phiên bản búp bê Barbie được tạo hình từ hình mẫu của bà để vinh danh nhà khoa học này.